Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước thứ 10 của Việt Nam, sinh năm 1954 tại Quảng Nam. Trước khi làm Chủ tịch nước, ông đã làm Thủ tướng một nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021. Ông Phúc bắt đầu sự nghiệp là một cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam. Tại Quảng Nam, ông đã thăng tiến qua nhiều chức vụ quan trọng như Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ năm 2006, ông Phúc được điều động về Trung ương, lần lượt giữ các chức vụ như Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Năm 2011, ông được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2016, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng. Tháng 4 năm 2021, ông Phúc được Quốc hội bầu vào chức Chủ tịch nước và giữ chức vụ này cho đến nay.